Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của kênh công nghệ TND. Các bạn có thấy là dạo này mình mang toàn các dòng sản phẩm đẳng cấp để giới thiệu đến mọi người đúng hay không? Kể cả dòng sản phẩm giá rẻ nhưng toàn dòng sản phẩm có chất lượng tốt cũng như sử dụng nó phải sướng. Và hôm nay tớ mang đến một dòng sản phẩm, đó là dòng ZenBook cao cấp của các dòng Asus. Các bạn, đợt vừa rồi thì mình có giới thiệu các dòng họ, đó là UX433, và hôm nay thì mình giới thiệu luôn đó là con UX533. UX533 các bạn có thể thấy là mới với một cái viền màn hình quá đẹp luôn. Đó. Siêu mỏ. Và với em màn hình 15,6 inch này, trọng lượng tổng thể của máy nó chỉ có 1,6 thôi anh em ạ. Thì quả thực sự đây là một dòng sản phẩm đẳng cấp và rất là đẹp. Với một cái màn hình với tỷ lệ rất là hay. Nhìn nó kiểu hình chữ nhật luôn, anh em nhìn này. Đó. Toàn bộ lớp vỏ bằng hợp kim nhôm. Và chiếc máy được trang bị một con CPU đời 8 chip U. Nhưng các bạn ơi, chiếc máy còn được trang bị một con cặp màn hình, đó là GTX 1050 huyền thoại để chúng ta chơi game hay cũng làm đồ họa. Mặc dù là chiếc U nhưng kéo thêm với một con cặp màn hình GTX 1050 và bên trong sẽ có hai quả tản nhiệt làm mát. Chính vì thế nên con máy này chắc chắn sẽ rất là ngon cho các bạn. Mà trọng lượng của máy như một chiếc mỏng nhẹ như một chiếc máy chip U thông thường. Đây mình gập vào này. Đó. Hey, ngon không? Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết trong sản phẩm này, mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, vẫn một cái màu xanh truyền thống. Các bạn thấy là màu xanh này mình nhìn nó rất là đẹp và rất là trẻ trung, trong khi đó nó mang hơi hướng của sự hiện đại. Nếu mà nhìn vào đây thì không ai nghĩ đây là một chiếc máy có màn hình 15,6 inch. Đây là 15,6 inch đấy các bạn ạ. Việc thu nhỏ màn hình kích thước, chính vì thế nó cũng sẽ giảm cái kích thước của chiếc máy nó xuống. Đây các bạn thấy là cái vòng tròn đồng tâm, nó đặc trưng bản quyền của Asus luôn, phát triển từ các dòng ZenBook. Đấy các bạn thấy, với một cái logo Asus ở bên giữa rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn này, toàn bộ lớp vỏ đều bằng hợp kim nhôm. Các bạn thấy đằng sau nó sẽ có ZenBook Sen, dòng họ của ZenBook. Cái bản lề này, các bạn chú ý nhé, mình thử mở thử này, anh em nhìn nhé. Đó. Đấy, anh em thấy không? Cái phần tựa này nó sẽ tựa xuống cái mặt phẳng đó như này. Nó kê cái máy cao lên thì cái máy của chúng ta nó sẽ thoáng, hoạt động thoáng mát ở bên dưới, nó cũng rất là hiệu quả. Và cái viền màn hình nó sẽ tràn, nó tràn xuống hết này. Đó. Mỏng nhưng mà lại các cổng kết nối vẫn còn mà lại chắc chắn luôn. Ở bên tay phải của mình thì các bạn có thể thấy là đầu đọc thẻ USB Type-C, USB, HDMI, cổng sạc đó, vẫn còn. Đèn tín hiệu của máy đang chạy và pin. Các bạn sẽ thấy là cái hai bên trong máy nó hai quạt, nó thổi hơi nóng ra đây và đây. Hai quạt luôn đấy các bạn ạ. Và bên tay trái thì các bạn sẽ thấy là cái hốc này tản không khí nóng ra bên ngoài. USB full mic được tích hợp chuẩn 3.5. Đằng trước thì các bạn chú ý nó sẽ có một cái G nhỏ. Các bạn chú ý mở máy chúng ta sẽ mở đây. Đó. Mở dễ dàng luôn, ngon lành. Ở đây sẽ có một cái viền đen này. Viền đen này là viền đen của cái kính ở bên ngoài màn hình đấy các bạn. Bên dưới cũng làm bằng nhôm nhé các bạn nhé. Bốn lúm cao su để chúng ta trên mặt phẳng không cập kênh. Những cái ô này để ô nhỏ, ô tròn này để là loa, tản loa này. Hartmann Crom cực kỳ ngon. Không khí sẽ được hút vào đây. Thông tin của máy sẽ ở đây. Các bạn sẽ thấy là dòng là UX533F Logbook PC. Đầy đủ thông tin luôn. Việc tháo để mở chiếc máy này ra thì cũng không quá khó đâu. Và bây giờ tớ sẽ lật luôn để xem cái main bên trong nó cấu tạo như nào, chỉ luôn cho anh em chiếc máy được nâng cấp những gì. Ai chà chà, các bạn có thể thấy là hơi choáng ngợp bởi bên trong của chiếc máy này. Chúng ta sẽ thấy một quả pin của nó rất to. Các bạn có thấy không ạ? Pin rất to, choáng ngợp hết luôn. Và dạng này là pin lithium. Ở đây sẽ có hai quạt tản nhiệt. Quạt to sẽ tản cho con VGA, đó là GTX 1050 Max-Q. Quạt nhỏ sẽ tản cho CPU. Anh em có thể nhìn có bốn con chip đây, đây là dàn này các bạn ạ, 16 GB RAM dán trực tiếp trên bao main, CPU và GPU cũng dán trên main. Tóm lại là ba linh kiện là dàn này, CPU, GPU sẽ không cho phép chúng ta nâng cấp. Duy nhất ở đây chỉ có cái ổ cứng với chuẩn PCIe có thể đọc được NVMe tốc độ cao với dung lượng 256GB. Các bạn nếu mà thích dung lượng cao hơn thì chúng ta sẽ nâng cấp. Chiếc máy sẽ không cho phép các bạn chạy ổ cứng HDD bởi vì không có khe cắm. Và hai cái loa Hartmann Crom các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó. Ôi dồi, con wifi, bây giờ mình nhìn wifi bé tí này, các bạn sẽ thấy là hai cái dây nó lối vào này. Bên cạnh của cái quạt đây là cái wifi các bạn nhé. Đó, tổng kết lại là chiếc máy này sẽ cho phép nâng cấp mỗi ổ cứng thôi. Mọi thứ hàn chết, không có cái gì nâng cấp được. Các bạn chú ý là như vậy. Ai chà, anh em chúng ta sẽ hơi choáng ngợp một chút về cái màn hình, cái tỷ lệ màn hình. Anh em có thấy nó hơi khác không? Tỷ lệ này không phải là 16.9 đâu các bạn ơi. Các bạn sẽ thấy này, đó, việc cái cơ chế của cái bản lề khi chúng ta mở lên như này nó sẽ kê cao cái máy chúng ta lên.
Chính vì thế chúng ta sẽ nhìn thấy hầu hết là cái màn hình ở đây. Đó. Vẫn còn cam nhé các bạn nhé. Đây này, cam ở đây này, bố trí ở trên luôn. À, rất hay, với một lớp kính ở bên ngoài, nhìn cái máy nó sang trọng. Đây là màn hình 15,6 inch Infinity tràn viền. Và đây là phiên bản màn hình 15,6. Chính vì thế chúng ta sẽ thêm một cái bàn phím phụ. Nhưng mà bàn phím này nó bớt đi, bình thường là 4 hàng, đây chỉ có 3 hàng thôi. Nhưng mà có vẫn hơn là không có. Với hành trình bàn phím cao lồi LED màu trắng. À, LED phím màu trắng. Bấm sửa phết anh em ạ. Ngon đấy. À. Và chuột này các bạn chú ý đi, nó lại không có cái màn hình. Có nghĩa là cái phiên bản UX430. À xin lỗi các bạn là UX433 thì chúng ta sẽ bật, nó sẽ có cái hàng phím số ở đây. Để là sáng LED đây để chúng ta bật được. Nhưng cái này thì nó có bàn phím ở đây rồi, thì nó bỏ đi. Chuột của chiếc máy thì nó là một cái mặt phẳng như này, không bấm trái phải, anh em bấm bình thường nhé. Hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm. Loa của máy đó là Harman Kardon. Phím mất nguồn ở trên bàn phím luôn các bạn này. Asus ZenBook, ở chỗ này là mạ vàng, màu vàng chứ không phải mạ vàng. Và các công nghệ của máy ví dụ chip Core i7 này, GeForce này, GTX 1050 Max Q. Anh em chú ý đây là còn có hai cái lỗ nhỏ nhỏ này. Đó là cái mic đấy các anh em ạ, để là thu chúng ta. Có cam ra thì chúng ta có thể chat, gọi điện, video, các ứng dụng về hình ảnh video là có cái cam này nó sẽ tiện hơn. Thưa anh em, là một chiếc máy chip U nhưng được trang bị cảm ứng rời, đó là GTX 1050 Max Q, dung lượng 2GB, keo FPS lên 27. Còn thông thường thì nó chỉ ở mức khoảng 12. Có nghĩa là khi có cặp đồ họa thì nó hỗ trợ các bạn lên rất là tốt. Đó. Và khi chúng ta chạy ở chế độ 3D như này thì quạt của nó bắt đầu chạy, mình nghe cũng nghe rõ phết, quạt như này là cũng hơi ồn đấy anh em ạ. CPU 80 độ, cảm hình 69 độ. Chế độ 2D xem nào. 2D đẩy lên 374-375 fps. Và khi chạy như này thì được cái con này là mát cũng khá nhanh, không nóng quá. Nó đẩy khí nóng ra cả đây này, 3 lục khí ra bên ngoài, 2 ở đằng sau và 1 ở đây. Chỗ này mà ông nào mà thói quen để thì tay ở đây thì nóng cũng hơi khó chịu. Đó, thưa anh em, đó anh em sẽ thấy là một con CPU đời mới, nó 8565U, 4 lõi 8 luồng, CPU đời 8, Corporate R. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có con cảm hình GTX 1050, nó có chữ Max-Q, nó tối giản, có nghĩa là để giảm về tiếng ồn cũng như để hoạt động nó phù hợp với một chiếc máy Ultrabook. Max-Q nó sẽ chậm hơn một chút so với cảm hình GTX 1050 thường. 1050 thì nó sẽ có dung lượng 2GB, 3GB và 4GB các bạn. Đây là dung lượng 2GB. Tóm lại là tối giản để phù hợp với chiếc máy mỏng nhẹ như này. Trọng lượng có mỗi cần 6 anh em ạ. Đó. Hàm phím số nhìn nó cũng lạ ghê. Ở đây này, lùm lóc các thứ phím nguồn ở đây nhá. Đấy, một bức ảnh 3D một con CPU này kéo cũng nói chung là vẫn kéo được, nhưng nó hơi lâu và hơi chậm một chút thôi. Với con chip này mới là chip HQ, bây giờ thì nó khỏe chip HQ, vẫn có thể khỏe hơn con chip U này, còn chip mới bây giờ là chip H thế hệ thứ 8 và thế hệ thứ 9. 540 CB bằng một lửa so với con i7 đấy anh em ạ, 8750H đấy. Vâng, thưa anh em, đây này. Cái đặc biệt đó là con chip U được tích hợp cảm hình rời như này. Thì chỉ có Asus mình thấy là hầu hết các dòng máy tính thông thường là con cảm màn hình kèm theo dòng chip U này, đó là MX130 hoặc MX150 hay là mấy con hạng cạc AMD. Còn đối với con mới, các con máy đời mới bây giờ nó là MX250. Đó, thường là kèm nó cạc đấy, chứ còn GTX cái này ít. GTX thì anh em thừa biết nó sẽ hỗ trợ anh em chơi game cũng như làm đồ họa, nó cũng tương đối là tốt. Với giá thành của GTX thì nó rẻ hơn Quark Pro. Chú ý anh em là con CPU và con cảm màn hình này hàn trước trên bên, anh em có thể thấy vừa nãy là nó sẽ không nâng cấp được đâu. RAM cũng hàn luôn anh em ạ. Chỉ duy nhất đó là ổ cứng lên được thôi. Đấy, các hình ảnh chuyển động nó có con cảm hình rời nó khác bọt luôn, nhanh như khối. Hình ảnh nó không bị lang giật. Quạt anh em có thể nghe thấy là tiếng quạt chạy khá rõ luôn. Con này ban đầu mình cứ tưởng là cục kính cảm ứng. Cứ bấm, rồi nhìn gương này cứ tưởng là cảm ứng. Điểm FPS của phần mềm C-Band 15R đó là 102.51 fps, một mức đồ họa tương đối tốt cho anh em làm đồ họa chơi game, mặc dù là chiếc U. Vâng, thưa anh em, rất ngon vào màn hình luôn. Anh em sẽ thấy một cái tỷ lệ màn hình nó tràn hết, nhìn như này sướng mắt luôn, nhìn ngon luôn. Màn hình đạt độ sáng đó là 334 CD trên 1m2, có nghĩa là cường độ ánh sáng trên 1m2 này các bạn. Và tỷ lệ phủ màu của máy đạt 88% sRGB và 58% Adobe RGB. Với độ sáng, với cường độ sáng với cả tỷ lệ phủ màu như này thì nó chỉ đạt ở mức khá thôi, chưa phải là một cái màn hình xuất sắc, nhưng mà chấp nhận được ở độ phân giải Full HD, nói chung là cũng tương đối trung thực.
với góc nhìn cũng rộng. Đây là màn hình Full HD IPS này các bạn nhé. Đây các bạn thấy là IPS này, góc nhìn của chúng ta sẽ đạt 178 độ. Công nhận là tái tạo màu của màn hình này nhìn cũng ngon đấy. Mình thích nhất là cái điểm nó tràn như này này. Nhìn hết cả màn hình luôn. Còn bình thường kể cả đeo thì nó sẽ làm cái chữ đeo nó lên tận đây này. Đó, đây nó tràn tận đây luôn, nhìn nó cũng khá là lạ mắt. Thế cho âm thanh lên nhé, âm thanh to hết lên xem nào. À to hết rồi đấy anh em ạ. Mình sẽ tua cái đoạn này để cho âm thanh nghe nó hay này. Nhiều màu sắc trên cái màn hình này, kinh khủng luôn, led căng. Anh em có thể nghe thấy âm thanh của nó, cái độ tái tạo về âm thanh âm bass hoặc là âm chest của nó nghe cũng tương đối tốt. À, mình nghe lại nhé. Màn hình thì mình sẽ cho ở điểm 8, còn âm thanh sẽ cho ở điểm 9. Còn màn hình này thì mình nói luôn với anh em, nó là một chiếc màn hình đẹp nhưng chưa phải xuất sắc. Bình thường một chiếc màn hình Full HD có những cái có thể đạt được tỷ lệ màu lên tận 100% cũng có, mà cả bình thường khoảng 72%. Chứ con này thì cũng hơi thấp một chút, nhưng mà vẫn nghĩ đây là một chiếc màn hình mình cho là cũng ngon chứ không phải là không ngon, bởi vì nó có một lớp kính bảo vệ từ bên ngoài. Nhưng chú ý với anh em là cái cụm màn hình này, nếu không may anh em làm vỡ thì nó tương đối là đắt, bởi vì chúng ta sẽ phải thay cả cụm. Đó. Nó không phải là thay màn hình riêng, bởi vì màn hình nó ép trực tiếp trên cái khung nhôm này. Đây là dòng cao cấp nên anh em sẽ thấy là sẽ đắt, rất là đắt luôn cái màn hình như này. Có thể lên đến tận 3 đến 4 triệu cái màn hình đấy các anh em ạ. Vâng thưa các bạn, đây là tựa game nó gọi là Doom. Chắc là nhiều anh em chơi con này ở game 3D. Một chiếc máy chip U mà trang bị cả màn hình GTX 1050 Max Tilt. Anh em thấy là vẫn kéo chơi con này. Hình ảnh và âm thanh mượt mà. Con này nếu mà chip U mà không có cả được ngoài rời nó không chơi nổi đâu anh em ạ. GPU đang có nhiệt độ là 78 độ và CPU nóng gan 90 độ. Bởi vì nó kéo mạnh mà anh em. RAM bán hết gần 7GB. Mức FPS chúng ta nhận được từ 40 đến 50. Nếu mà tính ra như này thì con này vẫn có thể kéo PUBG và PC nhưng ở mức nhẹ thôi. Hoặc là mức setting low thấp nhất. Còn nếu mà anh em kéo bản mobile thì kéo thoải mái luôn. Con này quá mạnh luôn. Còn mấy game kiểu như Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA đột kích, Half-Life đế chế thì kéo thoải mái. Qua đây thì đây là game bắn súng nha các bạn nhé. Hình ảnh nhìn gấu nhất. Hình ảnh chuyển động rất ngon. Có vẻ nhiệt độ của con này chơi hơi nóng anh em ạ. Bởi vì chơi bùn giúp u và chúng ta chơi game 3D nên thành ra nó hơi lạnh. Còn nếu mà chơi nhiệt độ như này thì nó chỉ sót máy một chút thôi nhưng vẫn chơi được. GPU thì lại tầm khoảng hơn 7 độ này là vẫn chơi cũng là ngon rồi. Vâng thưa các bạn, điểm cuối cùng đó là cái thời lượng pin của chiếc máy này. Với dung lượng pin cao bên trong máy, màn hình 15,6 inch, máy chạy mạnh như này, nếu chỉ sử dụng các phần mềm thông thường về văn phòng vẫn trụ được 7 đến 8 tiếng. Thế là quá ngon rồi đúng không anh em? Bởi vì hầu hết những dòng máy mà có trang bị cấu hình mạnh thì pin nó chỉ được 3-4 giờ. Nhưng chiếc máy này lại lược bỏ đi đó là chiếc U tiết kiệm điện nhỉ? Thêm vào đó một con cảm GTX 1050 Max Q sẽ hỗ trợ cho các bạn đồ họa tốt mà vẫn giữ được thời lượng pin, thì mình thấy cũng rất là ok, cũng rất là ngon rồi. Có lẽ là điểm yếu duy nhất của chiếc máy này mà mình không thích đó là giá thành của nó, thì nếu như để so vào các dòng máy gaming thì nó hơi cao. Bởi vì thực tế với tầm tiền này chúng ta có thể mua được một con gaming chip đời 8 chẳng hạn, ví dụ như i7-8750H ví dụ vậy, và cả màn hình là GTX 1050 chẳng hạn. Thậm chí là 1050 Ti thì nó cũng chỉ có giá khoảng 24 triệu thôi. Nhưng đây là dòng doanh nhân, lại là chiếc U. Nói chung là mình cũng phê ở kiểu dáng nó mỏng, nó đẹp quá các bạn ạ. Tóm lại là mấy ông văn phòng dùng cái này thì chết người luôn. Còn những ông anh em mà chạy làm đồ họa hay gaming thì những chiếc máy đó thường nó sẽ có cấu hình dày này, ngầu này. Thậm chí là nó nhìn thì nó không nó cục bịch chẳng hạn. Nhưng đây là một dòng sản phẩm doanh nhân và nó hơi hướng đến những người làm việc hiện đại trong các môi trường văn phòng, mà không phải là một chiếc máy để làm đồ họa chuyên nghiệp hay chơi game chuyên nghiệp. Nhưng mà với thích chơi game, với thích làm đồ họa thì nó vẫn có thể kéo cho anh em được. Đó. Vâng thưa các bạn, tổng kết lại thì sau khi mình trải nghiệm cũng như đánh giá nó thì tớ sẽ đưa ra nhận định là như này. Đầu tiên thì mình phải nói là vài năm nay các dòng sản phẩm ZenBook của Asus thì nó quá là được lòng người hâm mộ.
với cái thiết kế đặc trưng đó là vòng tròn đồng tâm của đằng sau với một cái viền màn hình mỏng như này. Có thể là Asus họ đi cái tiên phong cái chuẩn màn hình như này mình thấy cũng rất là hay. Khi mình gập mở cái màn hình thì các bạn thấy là cái đằng sau nó sẽ tự đẩy lên đó để kê lên cao cái máy lên, và nếu mà nhìn vào đây thì hầu hết cái màn hình nó sẽ tràn hết đó. Thực tế thì cái này bên dưới này các bạn có thấy là nó sẽ chụp bên dưới, chính vì thế nó nhìn mặt này hầu hết là màn hình luôn. Nếu mà nhìn như này thì có thể đến tận đạt khoảng 95% là diện tích của màn hình, và camera thì vẫn được bố trí ở giữa như này. Mình thấy là cái điểm này là rất là hay luôn. Và nhìn cái máy khi mình gập vào thì nó sẽ y hệt kiểu như một cái quyển sổ đó, như một tờ giấy A4, và cầm vào thì cũng rất là chắc chứ không có cảm giác kiểu ọp ẹp. Mặc dù là dòng mỏng như này nhưng các cổng kết nối của nó thì các bạn có thể thấy là nó đầy đủ luôn. Mà đã là đầy đủ thì nó sẽ phù hợp cho các bạn làm văn phòng, nó sẽ tiện dụng cho các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có cổng HDMI này, USB này, thậm chí là USB Type-C cũng có luôn, đầu đục thẻ cũng vẫn còn, không được bỏ, rất là hay luôn. À, phone mic đều đầy đủ luôn, tích hợp cho các bạn, camera có và loa của máy thì cũng là rất là hay. Với công nghệ đó là Harman Kardon thì các bạn sẽ thấy là loa nghe nhạc phê luôn trong cái màn hình 15.6. Và khi mình có trải nghiệm một game thì các bạn có thể thấy là với GTX 1050 Max-Q với dung lượng 2GB thì nó kéo cũng ngon hơn rất là nhiều. Còn bình thường một chiếc máy chip U thì chúng ta chơi chẳng hạn là Liên Minh Huyền Thoại thì chúng ta chỉ nhận được mức FPS tầm khoảng 50-60 thôi. Còn nếu mà có con cặp màn hình như này, các bạn có thể thấy là mức FPS thậm chí lên gần 100. Đó. Và với con cặp màn hình này thì các bạn có thể xử lý các phần mềm đồ họa như là Photoshop, AutoCAD, thậm chí là cả Revit để kéo chiếc máy này vẫn có thể kéo được. Hoặc các phần mềm như Adobe Premiere để kéo được dựng. Nhưng thưa các bạn thì lưu ý với các bạn là chip U thì nó không phải là quá khỏe để chúng ta làm đồ họa, để chúng ta chơi game đâu. Bởi vì thực tế chiếc Asus ZenBook UX533 này nó xếp vào phân khúc đó là máy tính doanh nhân đồ họa ở mức tầm trung và có thể chơi game và làm đồ họa ở mức bình thường. Với hai quạt tản nhiệt làm mát bên trong, chip U và GTX 1050 Max-Q với dung lượng 2GB, chính vì thế nó cũng vẫn phải cần hai quạt, nó làm mát rất tốt. Mình cũng hơi tiếc là chiếc máy này nhược điểm của nó lại không cho phép chúng ta lâng RAM. Các bạn thấy là bom mềm nó on duy nhất chỉ có nâng cấp được đúng đó là ổ cứng thôi. Còn với dung lượng RAM 16GB thì thưa các bạn cũng là rất là đủ dùng rồi. Nhưng mà đối với những người mà kiểu dạng như lập trình hay các bạn sử dụng các phần mềm giả lập hay là các phần mềm đồ họa là chúng ta cần RAM có thể là nhiều hơn. Nhưng với 16GB đối với những người làm việc văn phòng cũng là quá nhiều rồi. Với 16GB RAM chúng ta có thể mở đến 20 tab web trên màn hình mà không hề hấn gì. Bật thêm vài phần mềm Word Office hay các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, máy vẫn chạy trơn tru. Với con CPU i7 bắt đầu đời 8 nó nâng lên, nó là bộ lõi 8 luôn, tương đối mạnh và có thể mạnh hơn đến 30% so với con i7-75 cũ. Nó sẽ cày kéo các thuật toán về CPU tính toán. Ví dụ các bạn sử dụng ví dụ trong các phần mềm văn phòng nhé, mình thấy có các bạn là mở các file Word Office, nó rất nhiều file nó chồng chéo bên trong. Những chiếc máy yếu nó không thể kéo nổi luôn. Hoặc thậm chí là chúng ta đọc các bản vẽ của các phần mềm đồ họa, các file thôi. Một chiếc máy có cấu hình quá yếu thì nó cũng không thể đọc được. Thì chiếc máy này cũng rất là ngon. Hiện nay cái phiên bản này tại thị trường Việt Nam thì đâu đó nó cũng ra bán khoảng tầm 30 triệu. Còn đây là phiên bản mình xách về thì mình sẽ đang bán cấu hình i7, RAM 16GB và SSD 256GB như này. Mình bán cho các bạn nó là giá 25 triệu các bạn nhá, sẽ tiết kiệm được 5 triệu. Còn phải nói là có màn hình nó phê thật. Nếu mà cứ nhìn đây thì ai cũng nghĩ đây là cái màn hình cảm ứng, như đây là một cái lớp kính Gorilla Glassic. Nhìn phải nói là sang trọng, đẳng cấp luôn. Thứ nhất là cái viền màn, tuyệt vời luôn. Còn nếu có thể xem phim giải trí với một cái màn hình với cái tỷ lệ màu và tỷ lệ màn như này là xem cũng là sướng rồi, cũng đã phê rồi. Cộng thêm con loa Harman Kardon hàng hiệu nó nghe càng phê hơn. Tóm lại là chiếc máy này nó sẽ phù hợp cho các bạn mà dùng để giải trí này, các bạn làm văn phòng này, các bạn dùng để kinh doanh, thậm chí là các doanh nhân có thể dùng một chiếc máy này. Bởi vì màn hình to như này, sướng như này lại có cả phím phụ luôn. Mà nó chỉ có một cân 6 thì tại vì sao chúng ta lại không dùng? Trong khi đó các dòng sản phẩm 15,6 inch thông thường trên thị trường, ví dụ các dòng gaming thì nó sẽ có cân nặng thường khoảng 2 cân 2, và chỉ có một số mẫu là khoảng 2 cân, nhưng con này chỉ có cân 6 thôi các bạn. Thiết kế lại đẹp lại sang như này thì tại vì sao chúng ta lại không dùng? Vâng thưa các bạn, là chương trình giới thiệu về chiếc Asus UX ZenBook 533 của mình xin đây là khép lại. Có những sản phẩm gì hay độc đáo mới lạ tôi đang mang đây giới thiệu và tư vấn cho mọi người như này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.